Gen COVID, và thử thách nhảy thang -E, -E, e lên kênh truyền hình Mỹ nổi tiếng, MC của chương trình Last Week Tonight with John Oliver của Mỹ. Đã nhắc đến ca khúc Gen COVID với sự phấn khích và nhiều từ ngữ khen ngợi cho bài hát này. Sâu truyền hình có tầm ảnh hưởng lớn ở Mỹ Last Week Tonight with John Oliver mới đây đã đề cập đến Gen COVID của Việt Nam. MC dẫn dắt chương trình này John Oliver đã bày tỏ sự thích thú Phấn khích và dành nhiều từ ngữ để khen ngợi cho sự sáng tạo của bài hát này. VMC nổi tiếng cũng không quên nhắc đến việc Việt Nam là một trong những quốc gia có khả năng kiểm soát dịch COVID-19 tốt nhất trên thế giới và bạn bè quốc tế nên học tập. Việc ghen COVID được nhắc đến trong một chương trình lớn ở Mỹ khiến cho cư dân mạng cực kỳ thích thú và tự hào. Những nỗ lực phòng chống dịch bằng nhiều cách từ kiểm soát con người, y tế, đã phương diện văn hóa, đều được đưa ra và thực hiện nhằm đẩy lùi hiệu quả nhất dịch bệnh. Bên cạnh ca khúc Gen Covi, chương trình Last Week Tonight with John Oliver còn đề cập đến thử thách nhảy thang GSENCOVYCSALLENGE. -E -E, được sáng tạo ra bởi Vũ Công Quang Đăng, ca khúc Gen Covi được viết lại lời dựa trên giai điệu của ca khúc Gen. Một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng từng gắn liền với tên tuổi của Eric và Min, Gen được biến tấu lại với những từ ngữ mang thông điệp phòng chống dịch như giữ gìn vệ sinh chung, rửa tay đúng cách, hạn chế tới nơi đông người, nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi tôi sẽ tiếp thu ạ à. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại